Em Thiện xin chào toàn thể anh chị em yêu lan trên cả nước nhé. Thì hôm nay vườn lan của em là có một số cây kỳ nữ hoàng 28 đã ra rễ khỏe đẹp, thì em đang tiến hành anh em em đang tiến hành là xuống giống cho chậu nữ hoàng 28 cả nhà. Đây anh em có thể thấy đây là chậu nữ hoàng 28 rất là khỏe. Kỳ thì bọn em kích bằng duy xanh, anh em thì thấy kỳ là lúc bọn em kích thì bọn em kích được di xanh thì cây lên kỳ khá là đều. Hôm nay bọn em sẽ tiến hành xuống sơ xuống giống để trồng các bạn. Thì bọn em là khi anh em muốn xuống giống thì cứ con nào ra rễ được khoảng 3 xe 3 đến 4 rễ là anh em lách ra cho em nhé các bác nhá, để làm sao mà nó còn đủ dưỡng chất để nó nuôi lên cái con còn lại. Nên cây này của em là 5 rễ này, rễ ra rất là khỏe đấy ạ. Thì hôm nay bọn em nó tiến hành là xuống giống cho kỳ nữ hoàng 28. Bọn em thì nhiều anh em thì hay bẻ, hay lấy tay bẻ các bạn, nhưng mà bẻ thì nó hay bị vỡ thân và nó sâu, thì bọn em không bẻ, bọn em lách, bọn em lấy lưỡi lam cứa nhẹ một đường thì thấy rất là hiệu quả. Chứ còn nếu như mà mình mà lách lên được khoảng một nửa cái lưỡi lam sau bắt đầu mình mới bẻ cả nhà. Chứ còn nếu như mà mình bẻ hơi sớm thì bọn em thấy nó hay bị vỡ thân lắm ạ. Cho nên là bọn em rất ít khi là bẻ luôn trực tiếp. Dễ nó ăn nó cắm vào bẻ lá kìa cả nhà kìa. Đấy ạ. Thì sau khi sau khi lách xong lại anh em gọt ha, mà cho cái phần thịt bám vào thân làm sao nó còn nhỏ nhất này các bác này. Xong rồi tí nữa mình sẽ tiến hành bôi keo lên sẹo là ok. Xong rồi trồng, chưa chưa là mình trồng. Đây là những cái chậu kỳ nữ hoàng 28 đầu tiên của em mà đã được một lứa kỳ đầu tiên để em trồng ra. Đấy các bạn, rất là đẹp, khá là đẹp luôn. Kỳ thì bây giờ được khoảng 7-8 cm một kỳ là trồng là vừa tầm. Mấy cái này các bác này. Đây là cái này là bọn em sẽ lấy lưỡi lam mà em cứa đi một nửa, sau đó bọn em sẽ bẻ thì nó sẽ cái phần tiếp diện vỡ thân của nó rất là ít, bởi vì là cây của mình còn để lại để nuôi thân chứ không phải là mình cắt hạ một lần là xong. Cho nên là đôi khi bẻ anh em sẽ có thể thấy là cái vết tổn thương ở trên thân nó khá là to. Còn đây khi mình lách lưỡi lam thì nó sẽ bé đi rất là nhiều, thì nó tránh cái ảnh hưởng cho đến cái cây lan của mình hơn. Thì hôm nay mới được mấy kỳ rồi các bạn, giờ bắt đầu được những kỳ đầu tiên nhúng nho nó bạc vào đây này các bạn này. Đấy như thế này là ok rồi đấy ạ. Đây ạ, em tí nữa bọn em sẽ bôi tí keo này, chả phải rút tinh rút teo gì hết các bác nhé, không phải rút tinh như là thuốc thiếc gì hết. Bôi qua một tí lượt trông thôi xong rồi mình bôi đều được, mình bôi keo và rồng quá yên tâm luôn, không phải suy nghĩ gì luôn các bạn. Còn những cái vết đó lách thân như này thì anh em bôi cho em một chút nano bạc vào những cái vết cắt đấy, để làm sao mà nó khỏi vi khuẩn và nấm bệnh nó nhiễm vào được anh ạ. Đấy ạ. Bôi thế là ok rồi, cũng không cần nhiều. Con này mai kia cũng cắt được nốt, không vặt cái lá. Mai kia là cũng cắt. Đợt này thì liên tục, chắc là được kia liên tục các bạn. Giờ cứ cắt đi tỉa đi 2-3 hôm một cây khác lại ra rễ, lại đẹp như như cây mới ngay. Đây anh em có thể thấy dòng nữ hoàng 28 thân lá nó giờ nó khỏe uy lực như này các bạn. Đấy ạ. Lớn vượt trội so với những dòng thân lá khác.
quần đấy là vừa vừa đẹp luôn đấy. Đây các bác có thể thấy này, khi mình cứa nhẹ một đường lưỡi lam vào thì cây của mình sẽ làm sẽ đẹp hơn rất là nhiều và không bao giờ bị vỡ thân. Em thấy nhiều bác là bẻ nhưng mà bọn em lại không quen bẻ. Chứ nó bẻ thì nó sẽ làm sẽ nhanh hơn và nó không không cần đến độ tỉ mỉ cao, lay lay một cái là được và nó không hay bị đứt rễ. Còn nếu mà dùng lưỡi lam này phải phải quen tay, làm nhiều lần quen thì mình cứa lưỡi lam thì không bao giờ bị đứt rễ và làm nó mới nhanh được, chứ không là làm rất là mất thời gian. Đấy, sau chỉ có mấy giây thôi là đã xong rồi các bạn, là đã xong vai em rồi, không cần nhiều. Cho nó mình bùi là nó bạc vào là được các bạn. Thế nhưng ngoài kia còn mấy con nữa sao? Đấy, thế là hôm nay em đã thu hoạch được 6 kg các bạn. Mới được 6 kg nữa, hoa 28 thôi. Rất là khan hiếm, các bác có thể thấy là nhà vườn em nhiều cũng hoàng 28 như thế mà đang thu hoạch từng ki một, từng ki một. Chứ lấy đâu ra để mà bán tràn lan trên thị trường phải không cả nhà? Đấy ạ. Thế là xong, bây giờ em sẽ cắt tỉa và chuẩn bị bôi keo để trồng cả nhà. Cái này chỉ cần bôi keo thôi, anh em không cần phải bôi nó tinh như riêng gì đâu, bôi keo được rồi. Bôi keo cứ bôi ra cái diện rộng là một chút là được. Đấy. Kỳ khá là đẹp. Đấy, em vừa tiến hành là lách ở bằng này. Em xin chào cả nhà nha, em chuẩn bị đi làm đã.